Rồi, về con số khả năng, hay còn gọi là người khác nhìn nhận bạn ra sao chính là cái ngày sinh của bạn. Người khác nhìn nhận bạn qua cái nhìn đầu tiên. Đây là cách mà chúng ta đọc vị người khác trong nháy mắt thông qua ngày sinh. Trong bộ môn tứ trụ, ở đây có ai biết về môn tứ trụ không? Trong bộ môn tứ trụ ấy, hay còn gọi là cái gì bát, mình quên mất tên rồi. Bát tự, xem bát tự. Thì chỉ trong tứ trụ nó có gọi là trụ năm, trụ tháng, trụ ngày, trụ giờ. Có bốn cái trụ đó. Thì cái trụ mà cái ngày sinh ấy, cái trụ ngày sinh trong cái môn tự trụ đấy thì nó liên quan đến chính chúng ta. Cái trụ năm sinh ấy nó liên quan đến ông bà. Đó. Cái trụ tháng sinh thì nó liên quan đến anh em hoặc là bố mẹ. Còn cái trụ giờ sinh thì nó chi phối liên quan đến con cái. Thì đấy là bộ môn về tứ trụ thôi. Thì bản thân Hiển có nghiên cứu bộ môn này, thì Hiển bóc tách thêm thôi để nói chuyện cho anh chị biết thêm về phần đó, nhưng nó không có giá trị nhiều trong cái câu chuyện chúng ta tư vấn về tần số. Ok chưa? Con số chỉ số phản hồi kiến thức, Hiển đánh giá cái chỉ số này nó rung động, nó không cao lắm, dẫn đến trong quá trình mà tư vấn tần số thì mình có nói về phần này, nhưng chúng ta chỉ nói qua thôi. Tại sao lại như vậy? Chúng ta biết rằng cái khái niệm về tiềm thức ấy, nó giống như một tảng băng chìm. Tảng băng chìm. Cái khái niệm về tiềm thức nó giống như một tảng băng chìm. Hiển sẽ vẽ lên đây cho anh chị nhìn. Hiển cứ ví nó giống như một cái tam giác này. Đây là tảng băng này. Thì trong đây ấy, người ta gọi là khoảng tầm 5% nó là ý thức. Còn cái 95% này nó là tiềm thức. Trong Phật Pháp, cái tiềm thức này còn gọi là tàng thức. Cái tiềm thức này thì nó được thu thập từ những kinh nghiệm, trải nghiệm, từ những cái cơ quan xúc giác của chúng ta đưa qua. Nên là nó thuộc vào gọi là phản ứng theo bản năng. Có nghĩa rằng cái thằng tiềm thức này nó chỉ là cái kho chứa thôi. Nó là kho chứa, dẫn đến là nó phản ứng theo bản năng. Có nghĩa rằng ở đâu đó nó không bị chi phối nhiều bởi ý thức, bởi vì cái này nó rất là nhanh. Rất là nhanh. Nên rung động này nó để khó nói, phân tích về phần này nó khó chạm. Dẫn đến chúng ta tư vấn nó chỉ nói qua về phần này thôi, không có đào quá sâu về phần tiềm thức này. Vì bản thể chính cá thân nhân họ còn không hiểu cơ. Dẫn đến chúng ta chỉ nói qua. Nên Hiển đánh giá cái chỉ số này rung động, nó không cao. Tuy nhiên mình vẫn phải nói. Ok chưa? Đấy là cái phần chỉ số tiềm thức. Chỉ số tiếp theo, nó là chỉ số điểm bảo mật. Những gì bên trong bạn. Cái chỉ số này Hiển cũng đánh giá, nó rung động, cũng không cao. Nên là thường là Hiển, với kinh nghiệm của Hiển ấy, thì cái phần này Hiển tư vấn nó đơn giản lắm, rất nhanh. Vì mình nói cái phần 2 hết rồi. Cái phần này là mình chỉ cần nói ít thôi. Anh chị hình dung ạ. Đó. Thế trong hành trình mà Hiển có đào tạo môn thần du học này, thậm chí có đào tạo cho một số thầy bói. Mãi sau người ta mới khai là người ta thầy bói anh chị ạ. Thế là Hiển tư vấn cho một người thầy bói về bộ môn thần du học này. Tức là Hiển không biết họ là thầy bói anh chị nhá. Sau khi Hiển tư vấn cho họ bản thần du học xong, họ ngạc nhiên. Họ bảo em theo môn phái gì đấy. Em thầy em là ai đấy. Dạy em cái này. Hiển mới buồn cười quá. Hiển bảo tại sao chị này nói như vậy. Bảo chị cũng là thầy bói. Hiển mới buồn cười vỡ bụng ra. Hiển mới bảo rằng là em không phải là thầy bói chị ạ. Em là người bình thường, không có cái năng lực gì cả. Cái bộ môn này thì nó bộ môn mà nó liên quan đến ngày tháng năm sinh rồi. Tức là em không có năng lực gì. Dẫn đến là nếu mà chị mà có muốn học môn này á, thì em nói luôn là em không dạy, mà em tư vấn cho chị. Còn nếu mà chị muốn em dạy chị, thì bắt buộc chị phải bỏ nghề thầy bói đi, thì em mới dạy. Còn chị mà dùng môn này đi bói toán thì em thấy sợ lắm. Bởi vì là chị, những người thầy bói thì anh chị biết rồi, đến họ chỉ cần nói một hai ý thôi là họ bắt top được cái tâm lý của cái người mà đang đi xem bói. Người ta bảo đi xem bói ra ma, mà quét nhà thì ra rác mà. Mình chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa khách hàng thôi là chắc chắn khách hàng về là
nào thì lễ với cúng mỏi hết cả người luôn, nên cái đấy là mình rất là ngại, anh chị hình dung ạ. Nên Hiển bảo luôn thôi thầy bói này thôi không dạy, không chia sẻ, chỉ tư vấn cho thôi để cho biết đó. Đấy là điều mà thú vị đấy, sau này anh chị gặp nhiều cái trường hợp khách hàng lắm. Ok, nói về chỉ số thái độ, phản ứng của bạn, ấn tượng của bạn, cái chỉ số thái độ này nó lên những cái tính cách về con người thế là bên ngoài. Cái thái độ của họ đôi khi là đối phó với một tình huống nghiêm trọng và ấn tượng của họ để lại với người khác. Trong cái biểu đồ năng lực về con người thì người ta có cái thông số, người ta gọi là 30% nó đến từ kiến thức và kỹ năng, và 70% nó đến từ thái độ. Cái phần kiến thức và kỹ năng này là có thể học tập trau dồi được này, học được. Nhưng cái phần thái độ này nó rất quan trọng, dẫn đến trong tuyển dụng nhân sự hay là trong cái môi trường cuộc sống, chúng ta để ý mà xem. Giống như người ta bảo nhìn thái độ đã thấy không tốt rồi. Đó, hoặc là gì? Ví dụ như là về nàng dâu về nhà chồng, mẹ chồng bảo nhìn thái độ của cái cô con dâu này nó thấy cứ vênh vênh gặp mình nó không chào chẳng hạn. Tức là đâu đó là cái từ thái độ này nó ảnh hưởng ở cuộc sống rất là nhiều. Đó. Nên là trong tuyển dụng nhân sự cái chỉ số thái độ này nó đánh giá cả khá là cao. Đó, đánh giá khá là cao về thái độ. Nên người ta bảo là thái độ hơn trình độ. Đấy. Ví dụ anh chị vào lớp học này cũng thế. Chúng ta không quan trọng là chúng ta đang là ai, nhưng chúng ta đến đây chúng ta học cho chúng ta thì thái độ chúng ta tích cực, năng lượng tích cực. Và Hiển đang thấy anh chị đang thực sự là chăm chú. Đó. Hiển đang thấy anh chị thực sự chăm chú, nghiêm túc. Thì cái đấy là anh chị sẽ nhận được kết quả tốt. Và cái thái độ sống này tốt thì người ta bảo câu cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc. Khi chúng ta học tập, chúng ta làm việc mà chúng ta cứ chăm chú, chúng ta tôn trọng người khác chính là chúng ta tôn trọng chúng ta. Anh chị hình dung ạ. Nên đây là một điều mà chúng ta khi chúng ta làm việc với con người, cái phần thái độ này nó quan trọng lắm. Nó rất quan trọng. Đó. Đấy là cái phần về chỉ số thái độ. Để chúng ta biết thêm về cái khái niệm này. Ok chưa? Tiếp đến về con số nợ nghiệp, nợ bài học. Thì ngày xưa thì có con số nợ nghiệp, nhưng mà theo như những kinh nghiệm và trải nghiệm của Hiển thì đến giờ này thì bỏ con số nợ nghiệp, không sử dụng đến mà chỉ dùng cái con số lợi bài học. Tại sao lại như vậy? Nói đến từ nghiệp, về bản chất thì con người của chúng ta ai ai cũng có nghiệp cả. Ai ai cũng có nghiệp, anh chị ạ. Ai ai cũng có nghiệp. Thì bản chất nghiệp thì nó có hai thứ mà mình cần biết. Đầu tiên đó là thiện nghiệp. Hiển sẽ chia sẻ anh chị một chút về phần này. Anh chị có muốn Hiển chia sẻ về phần nghiệp không? Sẵn sàng chia muốn cái này Hiển chia sẻ thêm về phần này. Phần này nó không có trong giáo trình. Nhưng chia sẻ cho anh chị chúng ta giao lưu thêm thôi. Thấy nhiều người muốn thì Hiển chia sẻ phần này. Phần này hay đấy. Với Hiển là thấy phần này rất hay. À ok. Anh chị sẵn sàng đúng không ạ? Hiển sẽ chia sẻ cái phần này nhé. Hiển tạm thời dừng cái slide này. Cái phần này cũng là cái phần để anh chị sau này chúng ta chia sẻ với khách hàng. Bản chất nghiệp. Thì nó có hai loại. Có hai loại. Đó là thiện nghiệp. Và ác nghiệp. Cái thiện nghiệp này chính là tạo phước. Còn cái ác này chính là những việc xấu. À, rất nhiều khách hàng của Hiển, thậm chí là người ta học và hiểu biết về Phật pháp khá là nhiều. Nhưng khi Hiển phân tích thì họ rất dễ hiểu. À, không có cái gì phức tạp cả, chỉ có thiện và ác thôi. Trong nghiệp thì nó có ba cái nhóm nghiệp. Đó là nghiệp thân, khẩu và ý. Ba cái nghiệp này, ba cái nhóm nghiệp này con người dễ va chạm. Cái nghiệp về thân, ví dụ như thân thể, mình hành hạ thân thể của mình hay của người khác thì chúng ta tự tạo nghiệp về thân. Ví dụ
Chúng ta suốt ngày chúng ta gì ạ? Thức khuya quá, lười tập thể dục thể thao, ăn uống nhậu nhẹt vô độ, thì chúng ta phạm về nghiệp về thân. Bản chất khi chúng ta phạm về nghiệp đấy, chính chúng ta sẽ gánh chịu ngay lập tức cái hậu quả, đó là sức khỏe không tốt. Hoặc chúng ta đánh đập một người khác, nghiệp về thân, thì có thể chúng ta sẽ gì ạ? Ở ở đời sống này có thể chúng ta sẽ bị bắt đi tù, hoặc là gì ạ? Ở kiếp sống khác thì chúng ta nếu mà có quy hồi luân hồi lại thì chúng ta sẽ bị những người khác đánh đập, đó cái nghiệp này. Hoặc là gì ạ? Chúng ta giết hại, làm những điều không tốt thì thuộc về nghiệp về thân. Thứ hai, nghiệp về khẩu. Nghiệp về khẩu này có nghĩa rằng mình có thể nói những lời tiêu cực, nói những lời không có ý nghĩa, chửi rủa mắng người khác, nói dối, nói mà người ta gây hiểu lầm, gây chia rẽ, nói không rõ ràng cũng là thuộc về khẩu. Hai cái nghiệp này thì thường dễ điều chỉnh hơn so với cái nghiệp thứ ba, đó là nghiệp về ý. Nghiệp về ý này là một trong những cái nghiệp rất khó điều chỉnh, dẫn đến mọi người mới hay nói về tâm, dẫn đến người ta bảo rồi, khi một người mà cái tâm từ bi, thì khi cái tâm từ bi hỷ xả nó tốt thì cái ý nó không còn xấu nữa. Một người mà cái tâm tốt ở trong người họ thì cái ý nghĩ không còn ý xấu nữa. Nên tại sao mọi người nói về tâm nhiều, nó liên quan đến phần ý này đó. Và còn một điều nữa, nói về phần nghiệp thì trong nghiệp nó được ghi ra hai cái nhóm nghiệp, người ta gọi là nghiệp tích trữ và nghiệp tạo ra. Cái nghiệp tích trữ này là những cái việc chúng ta làm ở kiếp sống này hoặc ở vô lượng kiếp nếu có, thì chúng ta sẽ được cho vào người ta gọi là ngân hàng. Đây gọi là cái ngân hàng nghiệp. Ngân hàng nghiệp này nó có bao gồm điều xấu và điều tốt. Đó. Sau nó chảy ra cuộc sống này, chảy ra cái tốt hay cái xấu. Và cái nghiệp tạo ra thì cái nghiệp tích trữ này, nó trong đó nó có bao gồm nghiệp thụ hưởng. Ví dụ như chúng ta sinh ra ở một gia đình giàu có thì có nghĩa rằng là kiếp trước mình có làm những điều tốt, tích trữ được nhiều phước đức, thì kiếp này mình sinh ra ở một gia đình gì ạ? Giàu có, hạnh phúc, đầy đủ. Hoặc là mình sinh ra ở thủ đô, ở những vùng đất mà có một cái phương tiện cuộc sống tốt, thuận lợi. Nhưng có những người thì cái nghiệp tích trữ, tại sao mà họ sinh ra ở những vùng miền mà suốt ngày họ phải gặp thiên tai khó khăn, thì cái nghề nó liên quan đến nghiệp tích trữ. Anh chị hình dung ạ. Hoặc là người nào mà sống ở một cái vùng mà hẻo lánh, không hiểu biết, thì cái đấy nó liên quan đến cái nghiệp nghiệp tích trữ, và họ phải thụ hưởng được cái nghiệp ở đó. Và tại sao có những người gì ạ, sinh ra nhưng mà lại được ra nước ngoài ở, thì cái đấy thuộc về một cái việc nó liên quan vừa là nghiệp thụ hưởng nhưng cũng là vừa là nghiệp tạo ra đó. Anh chị có hình dung không? Lên cái nghiệp thụ hưởng là chúng ta không thay đổi được, giống như chúng ta không thay đổi được bố mẹ của chúng ta, không ta lựa chọn được bố mẹ được. Anh chị hình dung không? Đó. Ví dụ như mình sinh ra một người con thì chúng ta là nghiệp tạo ra của chúng ta, nhưng lại là nghiệp thụ hưởng của người con. Anh chị có hình dung không? Sinh ra người con, mình là nghiệp tạo ra và cũng là nghiệp thụ hưởng người con. Đó. Đấy là cái phần liên quan đến về giá trị về phần nghiệp. Và phần nghiệp này thì nếu mà để mà giảng về phần nghiệp này nó cực kỳ là dài, cực kỳ là dài. Tuy nhiên Hiển hôm nay tóm tắt cho anh chị để anh chị biết được. Ví dụ như này, có một người mà đi đường tự nhiên bị một người khác đánh vào mặt mình. Đó. Thì người đấy đang bị là nghiệp thụ hưởng, người ta bị đánh.
Còn cái người mà đánh vào mặt người ta thì người ta đang làm nghiệp tạo ra. Anh chị có hình dung không? Rất dễ hiểu thôi. Đó. Ví dụ là vì tại sao mình thụ hưởng từ trước đây, có thể mình đã đánh đập ai đó. Trước đây là mình đã đánh gây hiểu lầm với ai đó. Và vô tình bây giờ là mình bị người khác đánh. Do mình tạo ra thôi. Nhưng đến thời điểm người ta gọi là nhân quả ấy, đến thời điểm đấy cái quả nó mọc. Đó. Nên tại sao có một cái câu nói rất hay là mình phải chịu hoàn toàn về trách nhiệm về cuộc đời của mình. Mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Đó. Thì cái nghiệp, khi cái nghiệp thụ hưởng ấy, mình muốn thay đổi cái nghiệp thụ hưởng này thì chính là mình cần phải thay đổi cái nghiệp tạo ra. Nên là trong Phật pháp luôn luôn giáo chúng sinh là gì ạ? Luôn luôn phải làm việc thiện. Chính là cái tạo ra là tạo việc thiện đấy. Anh chị có hình dung không ạ? Tuy nhiên có nhiều người mới giải thích rằng là gì ạ? Tại sao cuộc đời này nó à, cuộc đời này tôi toàn đi làm những việc thiện. Mà tại sao tôi này phải chịu những cái khó khăn, những cái khổ sở như vậy? Những cái oan trái đến với tôi. Nhưng đấy, đấy là cái nghiệp tạo ra ở cái kiếp sống này, ở cái đời sống này. Nhưng vô tình ở kiếp sống trước, ở đời sống trước nếu có thì họ đã gì ạ? Họ đã vô tình tạo ra những cái điều không tốt để đến kiếp sống này họ đang phải trả. Họ đang phải thụ hưởng những cái gì đã tạo ra ở trước đó. Còn những cái gì họ tạo ra bây giờ thì vô tình là họ sẽ tạo ra những cái phước báo giống như cái ngân hàng nghiệp mà Hiển đang mô tả ở đây. Khi cái ngân hàng nghiệp giống như y chang chúng ta có tiền, chúng ta gửi vào ngân hàng thì chúng ta sẽ rút được tiền ra, đúng không anh chị? Người ta bảo gieo nhân nào gặt quả đấy đấy, đúng không ạ? Chúng ta gửi vào cho tiền thì chúng ta sẽ tiền, nhưng chúng ta gửi vào những điều ác, gửi vào những điều không tốt thì chúng ta sẽ nhận cái quả người ta gọi là quả ác. Đến đây anh chị có nghe rõ không? Cái hình như đến đoạn này máy của Hiển nó đơ đơ luôn à? Nghe rõ thì Hiển ơi, đang nghe rất rõ. À, Ừ, hay quá. ok. Anh chị thấy về phần nghiệp này thế nào ạ? Có thú vị không ạ? Có tự Thú nhiên hôm nay đang học tần số nhưng chúng ta nói chuyện về nghiệp nhỉ? Thú vị không ạ? À, và đấy là cái câu chuyện mà Hiển muốn chia sẻ với anh chị, nói về phần nghiệp này. Qua đây để mình biết về cái chuyện mà khi chúng ta đi tư vấn, mình cũng không phải là một người mà gì thuyết giác về Phật pháp hay về gì cả. Bởi vì là với có những người thì người ta theo tôn giáo nọ, có người theo tôn giáo kia, chúng ta không quan trọng tôn giáo nào cả, không phân biệt bất cứ điều gì. Việc của chúng ta chỉ nói những điều tích cực để giúp mọi người hướng đến những điều tốt thôi, đúng không ạ? Đấy là cái giá trị của một bản thân số học, cũng như là cái giá trị khi chúng ta tư vấn khách hàng. Với Hiển thì Hiển gặp từ những người trẻ cho đến những người già, từ phụ nữ cho đến đàn ông, đó, từ những người nhiều tuổi cho đến người ít tuổi thì chúng ta đều có thể nói chuyện được với họ. Đó, thì chúng ta ở đây á, là chúng ta đang làm những điều thế. Đến với kiếp sống này, cái hành trình cuộc đời của chúng ta đến kiếp sống này, bản chất chúng ta, người ta gọi là tái kiếp đến đây, chính là chúng ta đang cần phải hoàn trả, làm những cái việc, những cái giá trị tốt đẹp. Và một trong những yếu tố đó nó liên quan đến cái số người ta gọi là nợ bài học. Cái nợ bài học, cái con số nợ bài học này chính là một cái phần nhỏ để chúng ta biết thêm đến với kiếp sống này chúng ta cần phải hoàn trả những điều gì. Nhưng đây chỉ là một phần nho nhỏ thôi anh chị nhớ nhá. Đây là một phần nho nhỏ thôi. Đó. Khi cái chỉ số nợ bài học nào là cái để chúng ta hoàn thiện trong cái biểu đồ, sau này anh chị học về biểu đồ ngày sinh hay còn gọi là gì nhỉ? Sinh đồ. Đó. Hoặc là biểu đồ tên. Biểu đồ tên. Hai cái biểu đồ đó nó sẽ nhìn nhận cho chúng ta biết được đâu là những cái chúng ta cần hoàn thiện. Nên càng học anh chị sẽ càng thấy thần số học nó vi diệu như thế nào nhá. Nó phiêu như nào. Nên đến phần thực hành anh chị mới cảm nhận rõ được cái phần này. Ok chưa? Đây là một phần nho nhỏ thôi. Rồi. Tiếp đến là con số năng lực vượt trội, chỉ số năng lực vượt trội. Chỉ số năng lực vượt trội
sẽ giúp bạn nhận biết đâu là những đặc điểm, những năng lực vượt trội, qua đó để mình phát huy sở trường, phát huy những tiềm năng của mình còn ẩn giấu chưa được kích hoạt. Tuy nhiên, trong cái năng lực vượt trội này chúng ta cần lưu tâm, cái gì trội nhưng mà nó quá thì nó lại trở thành không tốt. Hãy nhớ điều đó, cái gì quá thì thành không tốt. Ví dụ, một người độc lập, tự tin quá thì vô tình lại thành không tốt. Mình cần phải kiểm soát được cái độc lập tự tin đó. Anh chị có hình dung ạ? Đó, nó vào hoàn cảnh nào, nó vào cái môi trường nào thì mình cần phát huy. Này, cái đấy là cái mà chúng ta cần phải điều tiết được cái phần này. Đó, quá thì sẽ không tốt, tuyệt vời quá, đúng không? Quá thì sẽ không tốt, tuyệt vời. Cái gì quá không tốt, đúng không ạ? Nhiều người, có cái câu mà quá không tốt thì qua câu này thì Hiển gửi tặng anh chị một cái câu. Thầy Hiển có chia sẻ một câu nói của tỷ phú Jack Ma, có một cái câu nói rất hay. Khi bạn có 1 tỷ, bạn làm chủ nó. Khi mà bạn có 3 tỷ thì nó làm chủ bạn. Anh chị ạ, câu nói này rất hay, nó đi cùng đúng với cái câu đã biết đủ này này. Anh chị đúng không ạ? Có nghĩa rằng là ý nói một cái câu ẩn dụ thôi. Có những người thì khi họ có một cái khoản tiền vừa phải, họ làm chủ được cuộc sống gia đình hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái. Tuy nhiên, có những người khi càng nhiều tiền lên, tự nhiên gia đình bắt đầu xảy ra bất ổn. Sức khỏe bắt đầu là tiêu tụy, làm quá nhiều, quên ăn, quên ngủ, quên nghỉ. Thì đấy là cái gì ạ? Mình đang làm gì ạ? Đang làm khổ chủ rồi còn đâu, đúng không anh chị? Đó, thì cái câu rất hay của ông tỷ phú Jack Ma có nói một câu rất hay như vậy. Nên hôm nay chia sẻ anh chị câu nói đấy. Ok. Ok. Về cái chỉ số 5 cá nhân, cái chỉ số 5 cá nhân sẽ giúp chúng ta biết được năm này mình cần làm gì, năm này thuộc cái rung động năng lượng nào, để qua đó mình cần tập trung phát triển và phát huy vào những điểm gì, được chưa? Đó, cái chỉ số 5 cá nhân thì giúp cho chúng ta làm điều đó. Anh chị dung chưa? Đó, đấy về là 5 cá nhân nhá. Qua đó thì chúng ta biết được hướng đến những cái việc gì tươi sáng rực rỡ cho tương lai. Ok chưa? Đấy là về cái chỉ số 5 cá nhân. Tiếp đến đó là chỉ số tháng cá nhân. Chỉ số tháng cá nhân cũng tương tự, nó giúp bạn biết được các tháng cá nhân của mình, từ đó là có những cái quyết sách, có những cái định hướng, có những hành động mạnh mẽ, chính xác hơn cho cái công việc, cho những mục tiêu, cho những kế hoạch của mình. Đó, đấy là chỉ số tháng cá nhân. Các cái chu kỳ vòng đời, chỉ số chu kỳ vòng đời sẽ cho phép chúng ta biết được những giai đoạn người ta gọi là đại vận của bản thân, bao gồm tiền vận, trung vận và hậu vận. Qua những rung động đó, mình sẽ ảnh hưởng bởi trường năng lượng của con số nào. Khi chúng ta biết được cái trường năng lượng đó thì chúng ta biết tập trung và phát huy để định hướng, để hành động. Đấy là cái chu kỳ vòng đời. Cái tiếp theo đó là những đỉnh cao thành công. Những đỉnh cao thành công này trong bộ môn tử vi ấy, thì nó có cái đại vận là 10 năm, nhưng mà trong thần số học thì cái đỉnh cao thành công này là chu kỳ 9 năm, nên nó diễn giải ra trong 4 chu kỳ đỉnh cao, cứ 9 năm một lần, 9 năm một đỉnh cao. Khi mình biết được các đỉnh cao này thành công của mình thì qua đó mình sẽ biết các dấu mốc để mình gặt hái, để mình lập kế hoạch, để mình rèn luyện cũng như để mình phát huy và hành động trong công tác ở cuộc sống. Và chỉ số thứ cuối cùng đó là những con số thử thách. Những con số thử thách này nó sẽ giúp bạn biết mình sẽ trải qua những thử thách gì, những chông gai gì, những rung động của những con số thử thách đó, để qua đó mình biết biết được rằng là mình cần rèn luyện, mình cần vượt qua, mình cần hợp tác hay mình cần học hỏi. Thì qua đó là những con số chỉ thử thách. Khi chúng ta biết được những điều đó thì qua đó chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được những rung động để phát huy được những tiềm năng của mình.
Đây là 17 chỉ số trong bộ môn thần số học. Và chúng ta đã gì ạ? Đã đi qua hết các khái niệm về 17 chỉ số này. Đến giờ này cũng là 21 giờ 58 rồi. Anh chị chỉ số 16 là gì ạ? Chỉ số 16 là đỉnh cao thành công. Nhắc lại với anh chị này, đỉnh cao thành công nó là có 4 đỉnh cao. Chỉ số 16 là những đỉnh cao thành công. Thì trong biểu đồ thần số học nó có 4 đỉnh cao thành công. Và mỗi đỉnh cao nó cách nhau là 9 năm. Nó cách nhau là 9 năm. Được chưa? Ok. Và đây là cái phần khái niệm xong. Đó. Là cô Thủy cũng sang đâu khóa cửa đây. Ok. Vậy thì hôm nay là chúng ta đã đi hết cái phần khái niệm trong cái buổi học tập đầu tiên này. Đó. Trong cái buổi học tiêm đầu tiên này thì chúng ta nắm bắt được khái niệm và nhìn nhận về tư duy để chúng ta cảm nhận dần về bộ môn thần số học. Buổi tối ngày mai là lúc mà chúng ta sẽ khám phá sâu về từng cái con số một. Từng con số một nó có những rung động gì. Buổi ngày mai rất là nặng về năng lượng, về lý thuyết, dẫn đến là chúng ta sẽ khá là mỏi tay cho buổi ngày mai đó. Bao nhiêu trong số tất cả anh chị thấy rằng bắt đầu thần số học bắt đầu trở lên thú vị dần với anh chị rồi ạ?